Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 25 tháng 1. Các tỉnh thành Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang vào mùa khô, ban ngày nắng không mưa. Về đêm và sáng sớm trời se lạnh với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ, mức nhiệt cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, vài nơi cao hơn 1 đến 2 độ. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, xu hướng thời tiết hanh khô vẫn tiếp tục duy trì trong những ngày tới nên nhiệt có khả năng tăng nhẹ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 81 đến 86%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển gió đông bắc cấp 4 cấp 5, biển bình thường có lúc động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 1 năm 2022, mực nước cao nhất 365 cm xuất hiện lúc 20 giờ, thấp nhất 200 cm xuất hiện lúc 2 giờ.